Dreamland Bonanza, Build One for the Futures, điểm tựa tinh thần có các vị thế hiện tại và tương lai. Quận Cầu Giấy là quận trọng điểm của thành phố Hà Nội trong phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội giai đoạn 2010-2020, thuộc một phần khu đô thị H21 và H22, hiện có diện tích khoảng 12,4 km2, dân số khoảng 300.981 người tính tới năm 2016, quy hoạch đô thị đồng đều, hiện đại và thân thiện. Đến nay, mật độ phương tiện giao thông cũng như lượng người lưu thông trên các tuyến đường quận Cầu Giấy rất đông, bởi đây là khu vực giao thông nối với quận Bắc, Nam Từ Liêm và quận Ba Đình. Cũng chính vì thế, quận Cầu Giấy sở hữu nhiều tuyến đường sắt đô thị đi qua địa bàn quận là các tuyến số 3, Trôi, Nhổn, Yên Sở, tuyến số 4, Liên Hà, Bắc Thăng Long, tuyến số 8, An Khánh, Dương Xá, trong đó tuyến số 3 đoạn Nhổn, ga Hà Nội, một phần của tuyến Trôi, Nhổn, Yên Sở hiện đang được thi công. Dreamland Bonanza tọa lạc tại địa chỉ số 23 phố Duy Tân, vị trí vàng của quận Cầu Giấy, nơi được mệnh danh là đặc khu tài chính phố World của Hà Nội, tập trung nhiều ngân hàng, tập đoàn tài chính, kinh tế lớn mạnh trong cả nước như FPT, CMC, Viettel, Samsung, PVI, Manulife, Prudential. Hơn thế nữa, nơi đây còn được nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản lựa chọn làm nơi đặt trụ sở giao thương và đầu tư tại Việt Nam. Chính điều này đã làm cho hạ tầng nơi đây luôn sầm uất, hiện đại và đẳng cấp. Thêm vào đó, dự án còn được kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch của thủ đô. Do vậy, việc di chuyển sẽ vô cùng thông thoáng và thuận lợi. Từ đây, quý khách sẽ không mất quá nhiều thời gian để ra sân bay hay sử dụng thuận tiện các tuyến tàu điện trên cao để đi về trung tâm thành phố. Xung quanh của dự án, trong tầm đi bộ, là các tiện ích đã hình thành và đồng bộ như khu vui chơi giải trí công viên Cầu Giấy, đại siêu thị Bixi, Metro, Bệnh viện Huyết học, Bệnh viện 198, cùng các trường chuyên, trường điểm đứng đầu thành phố như Nguyễn Siêu, Lomonosov, FPT. Tiếp bước thành công của dự án nhà phố thương mại Dreamland Hồ Tây, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vinaland đã tiếp tục lựa chọn Công ty Cổ phần Bix Việt Nam làm đối tác chiến lược quan trọng xuyên suốt cả quá trình quản lý, phân phối và tiếp thị dự án. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản tại khu vực miền Bắc, Bix Việt Nam đã cùng chủ đầu tư thiết kế lên một Dreamland Bonanza hiện đại, đẳng cấp nhưng thân thiện, gần gũi với môi trường, với một mong muốn. Đây chính là điểm tựa tinh thần để nâng tầm vị thế cho các chủ nhân hiện tại và tương lai. Hưởng ứng chủ trương của thành phố, Dreamland Bonanza được thiết kế với 3 tầng hầm hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu về chỗ đỗ xe cho cư dân. Ngoài ra, dự án được các kiến trúc sư ưu tiên sử dụng các công nghệ xanh theo tiêu chuẩn quốc tế, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường như sử dụng đèn LED cho phần lớn ánh sáng và lắp đặt các bộ cảm biến chuyển động để tiết kiệm điện năng. Thiết kế cảnh quan xung quanh tòa nhà với nhiều cây xanh, thảm cỏ giúp giảm nhiệt độ đô thị, đạt tỷ lệ khu đất xanh. Thu gom nước ngưng tụ để tưới cây, sử dụng nước tích trữ cho giải pháp giải nhiệt, áp dụng nhiều công nghệ xây dựng hiện đại trên thế giới, kết hợp cùng các thiết bị hoàn thiện có thương hiệu uy tín, bền vững theo thời gian. Với phương châm sự khác biệt cho cuộc sống tươi đẹp hơn, Dreamland Bonanza được tích hợp rất nhiều tiện ích đẳng cấp, thuận tiện, làm thỏa mãn mọi nhu cầu khắt khe nhất của các cư dân trong tương lai, như sân tập golf trong nhà theo tiêu chuẩn simulation của Mỹ, sân tập tennis tự động, khu thể thao thư giãn nâng cao sức khỏe, gồm cả trong nhà và ngoài trời như bể bơi, khu sông sục, phòng gym, khu vui chơi trẻ em. Hệ thống WiMAX tốc độ cao được cung cấp miễn phí và phủ kín tòa nhà. Phòng hát giải trí, tổ chức các party nhỏ cho các gia đình được tích hợp ngay tại phòng sinh hoạt cộng đồng của cư dân. Máy đánh giày nhanh được bố trí tại các sảnh tòa nhà và hành lang. Siêu thị tiện ích, trường mầm non quốc tế, Startup Coffee. Cùng với việc sắp xếp, bố trí các phòng chức năng trong căn hộ phù hợp với sinh hoạt của mọi gia đình, Vinaland tự tin đảm bảo các cư dân trong tương lai không phải lãng phí để sửa đổi lại các phòng công năng trong căn hộ. Diện tích các căn hộ được xây dựng linh hoạt từ 72m2 đến 174,6m2, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, phù hợp cả về đầu tư cho người nước ngoài thuê hay sử dụng làm nhà ở trong tương lai. Đặc biệt, với việc thiết kế căn hộ thông minh, giúp cho căn hộ nào cũng có tối thiểu 2 mặt thoáng và 2 lô ra, khiến cho căn hộ tràn ngập ánh sáng, giao hòa với thiên nhiên. Trên cùng của tòa nhà là 8 căn Sky Villa đẳng cấp, phù hợp phong cách sống của các doanh nhân thành đạt, với sảnh chờ và thang máy được sử dụng riêng. Với hệ thống vườn thông minh, 8 khu vườn với 8 phong cách thiết kế khác nhau sẽ luôn xanh mát, giúp chủ nhân thư giãn tối đa khi trở về từ những bộn bề của cuộc sống đời thường. Đồng thời, với việc quản lý và phát triển dự án bởi Công ty Cổ phần Bích Việt Nam, một đơn vị nhiều năm uy tín trong quản lý đầu tư xây dựng, luôn đem lại chất lượng và tiến độ công trình tốt nhất và nhanh nhất cho khách hàng,
Vinaland và Bích Việt Nam cam kết tiến độ xây dựng trong 28 tháng, sớm đem lại niềm hãnh diện cho các chủ nhân về một nơi ở đẳng cấp. Ngoài ra, với việc tham gia bảo lãnh dòng tiền của ngân hàng đứng đầu trong hệ thống ngân hàng quốc doanh BIDV, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về tiến độ cam kết của chủ đầu tư, cũng như sẽ được hỗ trợ các gói vay tín dụng ưu đãi để mua nhà tại dự án Dreamland Bonanza. Tập hợp những ưu điểm trên, chúng tôi luôn vững tin Dreamland Bonanza sẽ là điểm tựa tinh thần nâng tầm vị thế cho hiện tại và tương lai. Dreamland Bonanza, build wealth for the futures.